nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục với một clip ăn gà nha các bạn. Đây là cái dĩa gà của mình nè. Đó. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành ăn cái này đùi gà nha các bạn, đùi gà nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành ăn nha các bạn. Làm tương ớt nè, chấm nè. À, mời các bạn nha. Ngon lắm nha các bạn. Mình nghĩ phải cuốn với salad ăn nó mới không ngán. Mời các bạn. Mình mới làm về đói quá, mình ăn nó ăn bóc luôn. Đây là hot dog nha các bạn. Nhỏ anh mua gà được tặng hot dog. Và khi là bà bán nhưng mà không là bà tặng. Gà những giòn nha các bạn ơi, giòn quá. Tương ớt nha các bạn. Còn rau nè. Ăn không nó cũng ngán. Thịt ngót như tương cà. Mời các bạn nha.
Nãy giờ ăn hơi hơi ngán nên mình ăn món tráng miệng nha. Món tráng miệng mình chấm tương ớt luôn á. Có vị khác mà thôi, ngon. Giờ bụng mình bị sao rồi các bạn ơi, đang đói tự nhiên ăn vô nó no à. Mà Đúng. mỗi khi làm ăn bật được ba cái đùi nhưng mà hôm nay mình ăn được có một cái à, mà cảm thấy rất là no. Mình ăn nó quá, nó cầm nó là mình đang rất là no nha các bạn. Các phần còn lại á, còn lại nha, mình để một xíu mình ăn nha.